Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em bài số 8 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 9, đó chính là tỷ số phần trăm. Thầy giảng chỗ này một xíu em nha. Ở đây thì nói về tỷ số thì thực chất nó chính là A chia B. A chia B và cái dấu chia này này, chúng ta sẽ thay thế bằng cái dấu gạch đó, nghĩa là A phần B. Cái này được gọi là tỷ số giữa A và B. Ha. Nếu như mà ở đây thì A trong đó người ta gọi là tử và B này gọi là mẫu. Khi chúng ta làm về tỷ số thì các em nhớ phải đưa nó về cùng đơn vị. Cùng đơn vị đo. Cùng đơn vị đo. Ví dụ như là chúng ta có AB ở đây là 10 cm đi, mà ở đây là CD là 1 m. Thì đây là cm, mà đây 1 m, mà các em lập AB chia cho CD mà các em lấy 10 chia 1 là các em sai. Các em hiểu nào? Mà các em phải đổi nó cùng đơn vị đo. 1 á, là về cm, 2 là về mét. Đó, sau đó các em mới lập được cái tỷ lệ, cái tỷ số này. Các em hiểu nào? Ok, đấy. Còn về tỷ số phần trăm, ký hiệu về phần trăm á, đó chính là như này. Xẹt xuống và lấy 2 số 0, và cái phần trăm này nó tương ứng là bằng 1 phần 100, được không nào? Nghĩa là để tính được cái tỷ số phần trăm của AB thì người ta lấy A phần B nhân ở đây cho 1 100, ha, 100 như vậy, và cái ký hiệu, cái đơn vị nó ở đây là phần trăm ở đây. Nghe, các em sẽ lấy A nhân cho 100 chia cho gì? Chia cho B, phần trăm, đơn vị là ở đây là phần trăm, các em nhé. Được chưa? Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ ở cái phần này, cái số bi á, số bi thì chúng ta đã tìm hiểu cái số bi này thì nó gần bằng ở đây là 3,14 em nha. Số bi thì càng lên cao á, chúng ta đặc biệt chúng ta học về lượng giác, em toán lượng giác thì chúng ta gặp số bi này rất là nhiều. Thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu trong những chương trình cao hơn em nha. Ok. Ta sẽ đi sang ở phần 1, đó chính là phần tỷ số. Phần tỷ số, ta đi sang phần 1 nhỏ. Tỷ số của hai số. Phần này, tỷ số hai số. Chúng ta đi sang hoạt động 1. Viết thương, thương là gì? Thương là phép chia đúng không nào? Trong phép chia số 1000 cho số 10 để so sánh chúng. Đây. Chia là người ta thể hiện là hai dấu chấm này gọi là phép chia này. Còn phép chia hết là ba dấu chấm em nhé. Ba dấu chấm là biểu thị phép chia hết này. Còn phép chia không á, phép chia thì nó có thể là chia hết hay không chia hết. Nếu đây là chia hết là ba dấu chấm, còn nếu không chia hết chúng ta được học rồi, ba dấu chấm thì các em xẹt xuống là không chia hết, đúng không? Còn phép chia ở đây là hai dấu chấm này, ký hiệu cái hai dấu chấm này thể hiện ở đây chính là cái phần này này, cái dấu gạch này này, đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi thành cái phần này vô. Tỷ số của A và B, trong đó lưu ý là cái B này phải khác số 0 em nha. Nghĩa là cái mẫu luôn luôn phải khác số 0, chứ nếu bằng 0 thì nó không có nghĩa. Được chưa nào? Là thương trong phép chia số A cho số B, ký hiệu là A chia B hoặc là A phần B. Kim ghi thầy phần chú ý này vô luôn. Thì nếu như người ta viết dưới dạng phân số người ta được học rồi, thì khi đó A này gọi là tử và B này gọi là mẫu. Được chưa? Ta đi sang phần ví dụ 1. Đọc các tỷ số. Đây là 999 phần 11. Thì ở đây cái mẫu này, tỷ số 13 phần 17 được đọc là tỷ số của 13 và 17. Thì cái này chúng ta chỉ việc đọc là gì các em? 99 11 phần 11 thì chúng ta đọc là gì? Đọc là gì nè? Đọc là tỷ số của bao nhiêu? Của 99 và 11. Tương tự như vậy là 0,25 phần 1,4 đọc là tỷ số của 0,25 và 1,4. Vậy đó. Chúng ta dựa cái mẫu này để chúng ta đọc. Được chưa nào? Tỷ số. Viết tỷ số của âm 3 và 4. Đây, âm 3 và 4 thì là âm 3 phần 4 nè. Được không nào? Còn ở đây là 1 phần 4 và âm 2 thì chúng ta sẽ viết trở thành là
âm 1 phần 4 chia cho gì? Chia cho âm 2. Đó. Được chưa? Ok. Trong các cách viết ở đây, cách viết nào là đúng được biểu diễn tỉ số của 5 phần 5 và 6? Đúng thì đây, thầy chọn cái nào đúng thì thầy sẽ control lại nha. Đây đúng nè. 6 chia 5 thì không đúng. Đây này, hai cách viết này là đúng này. Đó. Hiểu chưa? Cách này đúng và cách này đúng, cho hai cách này là sai. Hai cách này thì nếu mà 6 phần 5 thì đây chính là tỉ số của 6 và 5 rồi, chứ không phải là 5 và 6. Nếu 5 và 6 thì chúng ta phải lấy 5 chia 6 mình đúng. Ok. Được chưa? Đấy. Thì trong đây người ta đã có giải rồi, nhưng mà ý thầy vừa giải vừa phân tích để em dễ hiểu không? Được chưa nào? Rồi. Thì ở cái phần này thì em ghi thầy cái ví dụ vô. Thầy nói phần chú ý này vô. Về phần ví dụ. Rồi, trong các tỉ số sau đây, tỉ số này là phân số. Tỉ số này là phân số thì ở đây các em thấy này. Các em thấy tỉ số là phân số nào? Ở đây chắc chắn là thằng này. Âm 2 phần 5. Tại vì sao? Tại vì cả tử và mẫu của nó đều là số nguyên. Còn sao các em? Hai cái anh còn lại á, đây là số gì? Số thập phân. Có đúng không? Số thập phân. Còn cái này là một cái phân số mà chia đây phân số thì nó không phải. Như vậy phân số chỉ có âm 2 phần 5 thôi. Như vậy thì ta ghi thầy phần chú ý này vô luôn. Tỉ số A phần B là phân số này. Nếu cả tử A và mẫu đều là số nguyên. Nhớ nha. Chúng ta sẽ đi sang phần bài tập 1 của A. Viết tỉ số của âm 5 và âm 7 à, thì ở đây đó chính là âm 5 phần âm 7. Được nè. 23,7 phần 89,6. Đúng không? Ở đây là 4 và thì 4 các em chia cho 3 phần 7 xong. Trong các tỉ số đã viết tỉ số nào là phân số? À, trong các tỉ số đã viết thì cái tỉ số nào là phân số, đó chính là âm 5 phần âm 7. À, tỉ số là phân số. À, đó chính là âm 5 phần âm 7, tại vì nó chính là cả tử và mẫu của nó đều là hai số nguyên, còn hai cái anh này thì nó không phải là hai số nguyên nên nó không phải là phân số. Được chưa? Ta đi sang phần 2 các em nhé. Ok. Rồi. Đó chính là tỉ số của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo. Cùng loại và cùng đơn vị đo. Ví dụ như vận tốc thì là vận tốc hết, quãng đường thì theo quãng đường, thời gian là theo thời gian, ví dụ như thế. Thể tích thì theo thể tích, diện tích thì theo thể tích. Còn cùng đơn vị đo thì hồi nãy thầy nói rồi, cm thì theo cm, mét theo mét, km theo km. Chứ mà các em lấy km với cm là các em sai, để mà lập tỉ số là sai, các em hiểu nè. Đó. Như vậy thì ở đây này, bạn Phương đi bộ vận tốc là 4 km/h, bạn Quân đi bộ vận tốc là 5 km/h. Như vậy thì ở đây các em thấy là thứ nhất là cùng loại, đó chính là vận tốc. Được không nào? Cùng đơn vị đo, ở đây là km/h thì đây cũng km/h. Chứ mà mét trên giây so với km/h là sai. À, tính tỉ số giữa vận tốc của hai của bạn Phương so với bạn Quân, Phương là 4, Quân là 5 thì các em thấy cái tỉ số của nó đó chính là 4 phần 5. Đây. Hiểu chưa nào? Đấy. Như vậy thì ở đây các em ghi thầy phần này vô. Tỉ số của hai đại lượng, thứ nhất là cùng loại và cùng đơn vị đo, là tỉ số giữa hai số đo của hai đại lượng đó. Ta lập cái tỷ lệ này ra. Tỉ số này. Như vậy thì ở đây các em ghi thầy phần chú ý này vô. Tỉ số của hai đại lượng thể hiện độ lớn của đại lượng này so với đại lượng kia. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở ví dụ 3, rồi thầy sẽ làm cho em bài tập 2 nhé. Đoạn thẳng AB, độ dài là 9 cm, CD 6. Tính tỉ số AB. Như vậy ở đây các em thấy này, đây sang ti này, ở đây sang ti thì chứng tỏ chúng ta không cần phải đổi hết, thì nó chính là 9/6. 9/6 chúng ta rút gọn trở thành là đây là 3/2. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở cái phần bài tập 2 các em nhé. Bài tập 2. Trong không khí, ánh sáng của chuyển động với vận tốc khoảng là 300.000 km/s. Còn âm thanh lan truyền với vận tốc là 343,2 m/s. Đây này. Các em nhìn này,
Đây là km này, mà đây là mét này, nó đã cùng đơn vị đo cho chưa? Tính thì số vận tốc ánh sáng và vận tốc âm thanh. Như vậy bây giờ bắt buộc ta phải đổi ra cái hiệu này. Như vậy ta có này, vận tốc chuyển động của ánh sáng là bao nhiêu nè các em? Ở đây thầy gọi nó là x nha, ở đây là 300.000, ở đây nhớ là đơn vị km trên giây. Thì bây giờ theo thầy á, chúng ta nên đổi xuôi chứ đừng đổi ngược, nghĩa là các em đổi km về mét. 1 km thì bằng 1.000 m, tại vì ở đây đơn vị đây giây, ở đây giây thì giống nhau rồi. Về thời gian thì chúng ta không cần đổi, tại vì giây giây giống nhau, chứng tỏ chúng ta phải đổi cái thằng km này về mét. 1 km thì bằng 1.000 m, chứng tỏ ở đây chúng ta phải nhân cho bao nhiêu nữa? Nhân cho 1.000, nghĩa là thêm mấy số 0, nghĩa là thêm 3 số 0 nữa. Ở đây mấy số 0 rồi nè, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Thêm 3 số 0 nữa sẽ là 8 số 0. Nghĩa là bây giờ 300 này, 1, 2, 3 này, 1, 2, 3, nghĩa là 300 triệu ha, mét trên giây. Được nè. Ok. Rồi, đây là vận tốc của ánh sáng. Bây giờ vận, đúng nào? Bây giờ tiếp tục là vận tốc của âm thanh đúng không? Vận tốc chuyển động của âm thanh là gì như đây? Như vậy đây thầy gọi là y, thì nó sẽ là 343,2 mét trên giây. Chúng ta vậy cái tỷ số của vận tốc ánh sáng và âm thanh là các em sẽ lấy x chia y, sẽ lấy là 300 triệu thật là, đúng không? Vì chục nghìn, trăm nghìn, chục nghìn này, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu này, 300 triệu các em sẽ chia cho 343,2, được nè, vậy đó. Nhớ là phải đổi về cùng đơn vị đo. Mục đích của bài này người ta đưa ra là như vậy nghe, để mà các em sẽ đổi nó về cùng đơn vị đo thôi. Ok, rồi. Được chưa? Xong nha, chúng ta đi sang phần tiếp theo. Tới cái phần 2 là cái phần tỷ số phần trăm. Tỷ số phần trăm của hai số, em nhìn thầy đây, thầy làm hoạt động 3. Đấy. Tỷ số phần trăm của hai số A và B, đó chính là chúng ta lấy A phần B nhân cho 100%. Em ghi thầy phần này vô nha. Để tính tỷ số phần trăm của AB ta làm sao? Viết tỷ số A phần B, tính tỷ số và viết thêm phần trăm vào cái bên phải số vừa nhận được. Như vậy để tìm được cái tỷ số phần trăm của 3/5, nghĩa là các em lấy 3/5 nhân cho bao nhiêu các em? Nhân cho 100. Thì kết quả ở đây sẽ bằng là bao nhiêu các em? 3 chia 5 bằng nhân cho 100 sẽ bằng ở đây là 60. Sau đó chúng ta phải viết thêm cái phần trăm này vào phía bên đây nữa. Các em hiểu chưa nào? Đấy, nghĩa là 60%. Ok. Được chưa? Đây số 100 các em nhé. Công thức đã có rồi. Rồi. Như vậy thì nếu ở đây thì chúng ta thêm cái phần trăm này nữa cũng được, không sao nha. Ví dụ là tính tỷ số phần trăm của hai số này. Các em sẽ lấy thằng này chia thằng này và nhân cho 100%. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi thằng này vô. Có hai cách tính này, A nhân 100 phần B. Rồi. Cái này dễ các em. Thầy sẽ làm cho em phần bài tập 3. Tính tỷ số phần trăm của A và B với B lần lượt là số 10. Nghĩa là B ở đây này, cái B lần lượt là cái mẫu chúng ta chỉ thế là 10, 100 với 1.000 đó. Còn A là kể nó. Nha, như vậy nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có này, A nghĩa là ở đây A phần B, mà B ở đây chúng ta sẽ tương ứng là gì? 10 này, chúng ta nhân ở đây cho 100%, có đúng nào? Thì cái này nó sẽ là ra được 10A% này, được không nào? 10A%. Tương tự như vậy ở đây là
A chia cho 100 nhân ở đây cho 100%, chứng tỏ đây sẽ ra được là A%, được chưa nào? Còn nếu như chúng ta lấy A chia cho 1000 mà nhân ở đây cho 100% thì cái này sẽ bằng là 0,1A%, đúng chưa? Đấy, ok, hiểu chưa nào? Như vậy A chia 10, chỗ đây các em lấy ở đây 100 này, 100 chia 10 thì bằng 10 này, 10A này, phần trăm này, đơn vị phần trăm này ghi lại đây. 100 chia 100 thì bằng 1, lấy A nhân 1 thì bằng A này. 100 chia cho 1000 thì bằng 0,1, lấy 0,1 nhân A phần 100 ghi ra, xong. Được chưa? Ta sẽ đi sang phần tiếp theo em. Ta ghi thành phần chú ý này vô. Tỷ số A nhân 100 chia cho B không nhất thiết là số nguyên. Đấy, được chưa nào? Ok, ta sẽ đi sang phần trang 64 nha. Ta ghi thầy phần chú ý này nè. Khi tỷ số A phần B nhân 100 không là số nguyên thì ta thường viết tỷ số đó ở dưới dạng số thập phân. Nhớ nha. Số thập phân thì là có dấu phẩy đấy. Ví dụ 1,3 hay là 0,5 rồi vậy ha. Có hiệu hạn chứa số hiệu hạn. Có hiệu hạn ở đây nghĩa là ví dụ 1,52 chẳng hạn. Đây là hiệu hạn này. Số thập phân như này gọi là hiệu hạn này. Còn như này là vô hạn này. Ví dụ như 0,333333 em chấm này là gọi là cái này là vô hạn này, còn cái này là hữu hạn này. Vô hạn nghĩa là chúng ta không thể đếm được, ta hiểu như vậy. Chúng ta chưa được học nha. Rồi, chẳng hạn ta viết 12/5%, mà viết là nghĩa là các em sẽ lấy 12 chia 5 thì bằng 2,4. Đây, được không? Ví dụ 5 làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 thì chúng ta biết rồi. Hàng phần 10 thì quá biết. Ví dụ như là đây, ví dụ số 1 đây chính là hàng phần 10 này, đây là hàng phần trăm này ha. 2 và 3 thì các em lấy 2 chia 3 và nhân cho 100%. Đơn vị đây phần trăm. Như vậy các em như này. Giờ thầy bấm máy tính để các em thấy này. 200 chia cho 3 thì bằng đúng không? Như vậy ở đây người ta ghi á, nó có đóng mở ngoặc này nghĩa là chu kỳ 6. Nghĩa là nó sẽ ra như thế này này. 66,66666 vân vân thì người ta viết ở đây là 66, ở đây mở một là chu kỳ 6 này. Chu kỳ 6. Như vậy thì người ta bảo là làm tròn đến cái gì? Hàng phần 10 là chữ số 6 này thì chúng ta nhìn đằng sau này nó vẫn là chữ số 6 tiếp thì các em cộng một đơn vị vào đây. Như vậy nó ra được là 66,7. Đây. 66,7%, hiểu chưa nào? Tỷ số phần trăm của 4,15 và 1,2. Rồi. Đó. Ok. Hiểu chưa? Rồi, tại sao ra cái hai số này hiểu không? Ở đây á, tại sao cái này nó lại mất cái dấu phẩy đây và đây mất dấu phẩy đây. Đúng không? Các em nhìn này. Nếu như 4,15 á, các em nhân cho 100 thì bằng là 415 đúng không? Đúng chưa? Ở đây nhân cho 100 này thì nó chỉ ra được là 415. Chứng tỏ nó ra được 415,1,2 này không? Để mất dấu phẩy ở đây thì chúng ta sẽ nhân ở đây cho 10 và tiếp tục nhân đây cho 10 thì cái này ra được 4,1,50 chia cho 12. Ở đây là phần trăm. Hiểu chưa? Đấy. Thế thôi, chứ không một số bạn ủa sao bên đây từ đây qua bên đây, từ đây qua bên đây các em nhìn các em không hiểu đâu. Thì thầy đã giải thích chi tiết cho em rồi đó. Giờ thầy làm cho em bài tập 4. Tính tỷ số phần trăm làm tròn đến hàng phần 10 của 12. À, của 12 và 35 thì ở đây các em ghi thầy là 12 phần 35 ở đây các em sẽ nhân ở đây cho 100 này, ở đây phần trăm thì ra được là 12.000 cho 35%. À, thì ở đây các em lấy này, đây các em nhìn nè, nhìn nè. Như vậy ở đây 34 đúng không? Hàng phần 10 là chữ số 2. Hàng phần 10 là chữ số 2 này, đằng sau chữ số 2 này chữ số 8. Chúng ta bỏ số 8, từ số 8 này trở ra chúng ta bỏ đi và chúng ta cộng một đơn vị vào thì số 2 này trở thành số máy số 3. Như vậy là 34,3%. Em hiểu không? Hàng phần 10 34,3%. Được chưa? Hiểu không?
Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo, đó chính là phần 2 là tỷ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo. Cùng loại, cùng đơn vị tính đo thì nó cũng dễ thôi. Đó. Như này, xe ô tô tải đi với vận tốc 45 km/h. Còn xe ô tô con đi vận tốc là 60 km/h, nếu như vậy cùng đơn vị chứ. Km/h là vận tốc của xe ô tô tải. Đó. Bằng bao nhiêu phần trăm cho vận tốc xe ô tô con? Thì cái này chúng ta sẽ ghi là gì? Em ghi là vận tốc bằng tải bằng đó, bao nhiêu phần trăm cho ô tô con thì nó sẽ là gì? 45 nhân cho 100 chia cho 60. Ở đây phần trăm. Đúng không? Như vậy thì ở đây em lấy là 45 chia 60 45 nhân cho 100 sẽ bằng chia cho 60. Như vậy là 75% nha. Đây. Như vậy đây sẽ là 75%. Được chưa? Cái này rất là dễ. Em ghi thầy phần này vô. Ghi phần này vô luôn. Rất là dễ luôn em. Không có gì khó cả. Tỷ số của bé trai sau bé gái sinh nè. Thì phần này người ta đã giải em rồi. Nên là bữa nay em nhìn này, thầy nói chỗ đây một xíu nè. Bé trai nè, trên 1.000 bé bé gái. Như vậy chứng tỏ nam thừa nè. Nam thì 1115 trừ cho 1.000 nè. Có phải là nó thừa là 115 bé trai không? Đó. Chứng tỏ 115 bé trai này sẽ bị ế vợ. Thế nữa, sẽ bị ế vợ. Chắc chắn khi đó nó sẽ sinh ra cái hệ lụy ở trong xã hội rất là nhiều. Ví dụ như là hiếp dâm hay là bắt cóc cô dâu hay cái gì đó. Đúng. Nên em lưu ý là sau này mai mốt chúng ta có vợ có chồng thì chúng ta phải để sinh tự nhiên em nhé. Không có sự can thiệp của y tế vào. Bữa nay người ta soi trứng rồi cấy tinh trùng rồi các kiểu để mà sinh ra bé trai em. Tại vì cái người Việt Nam mình là theo chế độ phụ hệ đối với người Kinh, mẫu hệ theo với người địa phương, người đồng bào dân tộc á. Đó nè, thì theo thầy nghĩ thì các em cứ nên để theo tự nhiên. Nói chung là bây giờ thầy nói thì có vẻ hơn quá sớm đối với em, nhưng mà thực sự là như vậy nha. Rồi, phần này thì người ta đã giải em rồi, thì bây giờ thầy làm cho em cái phần bài tập 5 nha. Rồi, ví dụ đã có giải rồi thì thầy không nói nhiều. Chúng ta sẽ đi sang phần bài tập 5. Rồi. Ngày ở đây, dân số Việt Nam tính tới 0 giờ nè. 1 tháng 4 19 là 96.208.984 người. Trong đó là 47.881.061 là nam và nữ. Hãy tính tỷ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước. Nữ đâu? Đây. Thầy chỉ quan tâm tới nữ hay không? Dân số cả nước là đây. Được chưa? Đấy. Như vậy thì ở đây là em ghi này là tỷ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước là em sẽ lấy 48.327.923 nữ này, em chia nhân cho 100 trước, chia tổng dân số là 96.208.984 và ở đây đơn vị là phần trăm. Rồi em này tính cái này ra, chắc chắn thầy phải sử dụng máy tính thôi. 48.327.923 nhân 100 chia 96.208. Đây nghe, là nó ước tính là 50.23% ha. Đó, nếu mà so năm 2019 thì tỷ lệ phần trăm của nữ thì lại cao hơn nam. Đó này. Nếu để biết được cao hơn thì em lấy 100% này.
trừ cho 50,23 thì nam nó chỉ có 49,77% thôi. Nếu mà tính ngược, nhiều giáo viên hỏi như vậy thì nam nam chúng ta không cần phải đặt phép tính game chia nữa, mà em chỉ lấy 100% trừ ngược ra cho 50,23% thì của nam là 49,77%, thì chứng tỏ nam này thấp hơn nữ, chứng tỏ là nữ này sẽ bị ớ chồng. Đúng không? Rồi. Còn bây giờ hiện tại thì ngược lại ha. Về phần bài tập, đây em nhìn lên cái phần bài tập rồi em sẽ tiến hành làm giùm thầy. Đây là biểu đồ tranh này, biểu đồ tranh ha. Đây, đây em sẽ cho 5 bài. Bài số 4 này, bài số 5, tổng thể có một cái mục có thể em chưa biết luôn nha, lịch sử ký hiệu phần trăm này. Ok rồi, như vậy clip này tới đây kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập. Bye bye em. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6, quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 9, tỷ số phần trăm rồi đúng không nào? Ta đã nắm được công thức và cách làm ở cái phần này rồi. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập. Trong đây có 5 bài các em nhé. Thầy sẽ đi sang câu số 1. Trong trình học thì các em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng cho thầy các em nhé. Đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của thầy. Ok. Ta sẽ đi sang câu số 1 này. Người ta yêu cầu các em là tính tỷ số câu A 4/3 mét 75 cm. Thì em để ý những cái phần này khi tính tỷ số thì xem thử là nó đã cùng đơn vị đo chưa. Như vậy thì ở đây các em thấy là đây là mét mà đây là cm. Thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ đưa về cùng là đơn vị là mét. Hai là chúng ta sẽ đưa về cùng là cm. Cái nào cũng được các em nha. Như vậy đối với bài này thầy sẽ đổi 75 cm này ra. Thầy sẽ đổi 75 cm về mét. Để mà đổi 75 cm về mét, các em biết là 1 mét á, 1 mét thì bằng 100 cm. Chứng tỏ đổi từ cm về mét thì chúng ta sẽ chia cho 100. Như vậy các em sẽ lấy 75 chia cho 100 thì bằng 0,75 mét. Như vậy tỷ số của hai này thì chúng ta sẽ có là gì? Ta có này, nó có là chúng ta lấy 4/3 tỷ số thì chúng ta sẽ chia cho gì em? Chia cho 0,75 đúng không? Chia cho 0,75 tỷ số. Đấy. Mà 0,75 á ở đây phải không? Chúng ta vậy thì chúng ta nên đưa về luôn cái phân số em cho nó dễ nhá. Ta lấy 4/3 chia cho đây cho 75/100 đi. Thầy nhập thì nè. 75/100 nó sẽ là 3/4 này. Cái 0,75 này nó về là 3/4 này các em. 3/4 chia thì chúng ta sẽ tiến hành nhân nghịch đảo, lấy 3/4 nhân cho 4/3 sẽ trở thành là 16/9 đúng chưa? Đấy, 16/9 chúng ta không thể nào rút gọn được nữa các em. Chúng ta sẽ đi sang câu B. Đây giờ rồi phút này, thấy không? Nó đâu có cùng đơn vị đo đâu các em. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ nhớ là 1 giờ thì bằng 60 phút. Đúng không? Chứng tỏ chúng ta đưa về giờ đây. Chúng ta sẽ tiến hành đổi 25 phút ra giờ bằng cách lấy 25 chia cho gì các em? Hay là chúng ta đưa về thôi lỡ rồi thôi chia 60 ha, thì sẽ bằng lấy 25/60 nó sẽ bằng là 5/12 giờ ha, được chưa nào? Như vậy ta có là 7/10 giờ, chúng ta sẽ chia cho 25 phút nghĩa là chia cho 5/12. Chia thì nhân nghịch đảo trở thành là 7/10 nhân cho 12/5. Đúng không nào? Thì cái này sẽ bằng là 7 nhân cho 12.
thì bằng 84. 84 phần 50 chúng ta rút gọn thì nó sẽ bằng là đây chia 2, đây chia 2 thì trở thành 42 phần 25 giờ. Cách nào nó cũng sẽ ra 42 phần 25 thôi em. Ví dụ như ở đây chúng ta đổi về, nếu mà đổi về giờ, từ giờ sang phút thì có vẻ nhanh hơn. 7 phần 10 giờ chúng ta lấy 7 phần 10 nhân cho 60, 60 chia cho 10 thì bằng 6, nhân cho 7 này 42 phút. Nghĩa là 7 phần 10 giờ thì bằng 42 phút, chứng tỏ chúng ta lấy 42 chia cho 25 thì ra được là 42 phần 25 luôn. Hồi nãy thầy đã nghi nghi rồi. Để thôi, làm cách đây thì đường nào nó không ra 42 phần 25 thôi. Ta sẽ đi sang câu C. Đây em, câu C này. 10 kg và 10 tạ. Lại đổi tiếp. Thôi nào. Như vậy thì em nhớ này, 1 tấn đơn vị là tấn, tạ, yến, kg. Cứ 1 tạ thì bằng là 100 kg. Có đúng không nào? Như vậy thì thầy sẽ đổi đây 10 tạ đây về kg thì em sẽ lấy 10 nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 100 thì sẽ bằng 1000 tạ, à thầy nói 1000 kg. Có đúng không nào? Ta có như vậy thì khi đó chúng ta lấy 10 chia cho gì? 10 kg 10 tạ này chia cho 1000. À, thì cái này sẽ bằng 1 phần gì? Phần 100. Ở đây là kg này. Còn cái này đây, đây chính là mét em nha. Đồng vị đây là mét. 16/9 mét. Đây thì quên ghi mét ha. Rồi. Vậy đó. Nếu cái này bằng nữa là 0,01 kg đấy. Ta sẽ đi sang ở câu số 2 nha. Rồi. Ta sẽ sang câu số 2. Tính tỷ số phần trăm làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 thì biết rồi đúng không? Câu A này. Như vậy chúng ta có là lấy 16 nhân cho 100 chia cho 75. Ở đây phần trăm đúng không nào? Thì ở đây chúng ta nó sẽ ra này, em nhìn đây này. Nhìn này, 16 nhân cho 100 này bằng chia cho 75. Rồi bấm cái dấu này nha, SD này. Đây, hàng phần 10. Ở đây nghĩa là chu kỳ 3 đấy, nghĩa là 3 không? Thì hàng phần 10 thì chúng ta sẽ lấy chữ số đầu tiên, mà đằng sau cái chữ số 3 là vẫn là số 3. Như vậy thì nó sẽ bằng là 21,3 nha anh em nha. Phần trăm. Câu B. Chúng ta có là 6,55 kem nhân cho 100 và chia cho 8,1 phần trăm ở đây. Rồi em sẽ lấy 6,55 nhân cho 100 bằng chia cho 8,1 bằng ở đây. Ta bấm SD này. Như vậy thì nó ra được đây. Ở đây là đầu tiên là chữ số 8 là hàng phần 10 này, hàng phần trăm này. Như vậy sau chữ số 8 là chữ số 6, chúng ta sẽ bỏ chữ số 6 này đi, nhưng mà cộng 1 vào đơn vị. Như vậy thì nó sẽ ra được là 80,9% các em ha. Xong. Vậy thôi. Rõ chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở bài số 3. Bài nào dễ thì thầy làm nhanh, bài khó thầy sẽ làm chậm. Được chưa nào? Ta sẽ đi sang câu số 3 nha. Đây là một dạng cái biểu đồ tranh. Biểu đồ tranh thì chúng ta được học rồi. Đúng không? Một doanh nghiệp thống kê số lượng xi măng bán được trong 4 tháng cuối năm 2019 ở biểu đồ trong hình 1. Đây là một biểu đồ tranh này. Tháng 9, tháng 10, 11, 12 này. Ở đây là 3 xi măng, nhưng mà cứ một cái bao nguyên vẹn này á, một bao nguyên vẹn thì đây là 30 tấn. Cứ một bao là 30 tấn thì chứng tỏ là đây mấy bao? Ở đây 3 bao, nghĩa là em lấy 3 nhân cho 30 này sẽ bằng ở đây là 90 tấn này. Đây chứng tỏ đây là 90 tấn này, đúng không? 3 bao này. Đây mấy? 4. 4 nhân 30 là bằng 120 tấn này. Đúng không? 1 2 3 4 120 cộng ở đây 15 tấn nữa. 120 cộng cho 15 thì bằng 100, ở đây 135 tấn này. Em nhìn vào đây là em biết được cái số lượng nó bằng bao nhiêu trước này. Rồi bây giờ xem thử người ta hỏi gì nè. Câu A này. Hỏi tháng nào doanh nghiệp bán được nhiều xi măng nhất, ít xi măng nhất? Thì nhiều nhất á, đó chính là tháng 12. Đúng nào? Và ít nhất đó chính là tháng 9 và tháng 10. Tại vì cái số lượng của nó là ngang nhau là 90 tấn. Đúng nào? Em ghi thầy là tháng 12 doanh nghiệp, chắc lúc đó người ta cất nhà nhiều em, tháng 12 bán xi măng nhiều nhất
Còn tháng 9 và 10 doanh nghiệp bán xi măng ít nhất, được chưa? Câu B, ta hỏi như này: tính tỷ số phần trăm số lượng xi măng bán ra trong tháng 12. Bán ra trong tháng 12 của chúng ta ở đây là 135 tấn này, và tổng số lượng xi măng bán trong ra trong cả 4 tháng làm tròn đến hàng đơn vị. Làm tròn hàng đơn vị. Như vậy bây giờ bước đầu tiên chúng ta phải tính giùm thầy tổng số lượng xi măng bán ra trong cả 4 tháng đã. Đó nè. Như vậy này, ở đây này. Tháng 9 này. Tháng 9 thì bao nhiêu tấn? Ở đây là 90 tấn này. Tháng 10 ở đây là cũng là 90 tấn. Tháng 11 là 120 tấn, đúng không? Tháng 12. Tháng 12 thì xi măng là gì? Ở đây là 4 x 30 cộng cho 15 này. Xi măng 135 tấn này. Được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy đây là tổng. Đây này, người ta nói là tổng số lượng xi măng bán ra trong cả 4 tháng không? Tổng số lượng xi măng bán ra trong 4 tháng là, thì các em sẽ cộng lại, lấy ở đây là 90 cộng 90 cộng 120 cộng 135 bằng, như vậy là 90 nhân 2 cộng 120 cộng 135 bằng, như vậy đây sẽ tổng đây là 435 tấn nè. Đơn vị đây là tấn em nhé. Thầy ký hiệu chữ T là tấn đó. Em hiểu chưa nào? Như vậy bây giờ tháng 12 người ta là bao nhiêu? 135 này. Thì em sẽ lấy 135 chia cho 400. Đấy, số 5 chưa? Mãi ghi. Đây là 435 em nha. 435 tấn. Nhưng mà các em lấy 135 chia cho 435 nhân cho 100% là ra. Ha? Như vậy thì ở đây các em ghi là cái tỷ số vậy này. Vậy cái tỷ số phần trăm của số lượng xi măng bán ra trong tháng 12 và tổng lượng xi măng bán ra trong cả 4 tháng là, như vậy thì tháng 12 chúng ta là 135, các em chia cho 435 đúng không, và các em nhân ở đây cho 100%, nghĩa là các em sẽ lấy 135 nhân cho 100 chia cho 435 ở đây phần trăm, làm tròn đến tới hàng đơn vị. Hàng đơn vị các em ha, chứ không phải hàng hàng phần 10 hay hàng phần trăm. Nhưng em lấy 135 chia nhân trước, nhân cho 100 bằng chia cho 435. Đây các em, làm tròn tới hàng đơn vị nghĩa đó chính là chữ số 1. Chữ số 1 là hàng đơn vị này. Cái số 3 này đã chính là hàng đơn vị hàng chục này. Còn đằng sau số 1 đó chính là chữ số gì? Số 0. Mà số 0 thì nhỏ hơn 5 thì chứng tỏ cái hàng thập phân này các em bỏ đi. Chứng tỏ nó sẽ bằng là 31% nha. Đó, 31%. Em trình bày ra như thầy nha. Nhớ chúng ta phải tính giùm thầy các tháng cho đó các em cộng lại. Hiểu chưa nào? Đây. Chữ T ở trên đây là biểu thị là tấn em nha. Tấn. 31%. Ok, ta sẽ đi sang câu số 4 em nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu số 4 em. Câu số 4. Đây là biểu đồ cột ha. Các biểu đồ thì các em đã được học hết rồi. Đúng không? Biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép. Ha. Chúng ta sẽ đi sang ở câu số 4 này. Biểu đồ hình 2 thống kê số giờ đọc sách của bạn Châu trong 3 ngày cuối tuần. Bạn Châu đọc sách nhiều nhất vào ngày nào? Đây, các em thấy không? Đây là số giờ đọc này.
số giờ đọc sách này, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 giờ đúng không? Thứ 6 là 2 giờ này. Thầy ghi trên đây để em thấy này, thứ 6 là 2 giờ này. Thứ 7 tương ứng đây là 3 giờ. Còn chủ nhật là 5 giờ. Thì ở đây người ta hỏi các em là bạn Châu đọc sách nhiều nhất vào ngày nào? Thì đó chính là chủ nhật. Là cụ thể là 5 giờ. Ha. Như vậy thì tại vì lúc đó là nghỉ học nên là đọc sách rất là nhiều ha. Bạn này chứng tỏ là rất là siêu ha. Kem ghi thầy là bạn Châu đọc sách nhiều nhất vào ngày nào? Ngày chủ nhật. Cụ thể ở đây là 5 giờ các em nhé. Câu B. Tính tỷ số phần trăm làm tròn đến hàng phần 10 của tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong 3 ngày cuối tuần so với tổng số giờ trong 3 ngày cuối tuần. Đó nè. Từ từ, đọc lại nè. Tính tỷ số phần trăm làm tròn đến hàng phần 10 của tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong 3 ngày cuối tuần so với tổng số giờ không? Trong 3 ngày cuối tuần. Như vậy chỗ này chúng ta phải đọc kỹ, chúng ta không hiểu này. Tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong 3 ngày cuối tuần. Một ngày là bao nhiêu giờ? Một ngày là 24 giờ. 3 ngày chứng tỏ là các em lấy 3 nhân cho 24 là ra được là 72 giờ. So với tổng số giờ trong 3 ngày cuối tuần. Trong 3 ngày cuối tuần ở đây á, đó chính là 2 giờ, 5, 3 giờ và 5 giờ là 10 giờ. Bạn Châu có nên dành nhiều thời gian để đọc sách hơn không? Không nào. Như vậy thì bây giờ chúng ta nên tính tổng. Đây nè, thầy sẽ tính tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong 3 ngày cuối tuần trước. Đó nè, tổng số giờ. Tổng đây nè, tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong 3 ngày cuối tuần, nghĩa là thứ 6, thứ 7, chủ nhật đó. Là thì các em sẽ lấy 2 giờ cộng 3 giờ cộng cho 5 giờ là 10 giờ. Đúng không? So với đây này, so với tổng số giờ trong 3 ngày cuối tuần. Tổng số giờ của 3 ngày cuối tuần là, ở đây thầy gọi đây là x đi. Tổng số giờ cuối tuần. Tổng số giờ 3 ngày chứ. Thầy lại thiếu 3 ngày. Tổng số giờ trong 3 ngày cuối tuần là, các em nhớ rằng là thời gian á, 1 ngày thì bằng 24 giờ mà đây là 3 ngày. Chứng tỏ em sẽ lấy 3 nhân cho 24 thì bằng 72 giờ. Thầy gọi đây là y. Ha, như vậy thì vậy cái tỷ số phần trăm của tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong 3 ngày cuối tuần so với tổng số giờ trong 3 ngày cuối tuần là, như vậy các em sẽ lấy x chia y sẽ bằng là 10 chia cho 72 và nhân cho 100%. Nghĩa là các em sẽ lấy 10 nhân cho 100 chia cho 72%, đúng không? Thì đây nó sẽ bằng đây, 10 nhân 100 chia cho 72. Đó, người ta yêu cầu các em làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 thì đây là chu kỳ 8, nghĩa là 8888888. Đằng sau số 8 này sẽ là số 8 nữa. Như vậy hàng phần 10 là chữ số đầu tiên là chữ số 8, gọi là theo hàng thập phân á.
Thì đằng sau nói số 8 thì bỏ số 8, tất cả số 8 kia đi cộng một đơn vị vào. Như vậy thì nó sẽ ra được là 13,9%. Như vậy ở đây người ta yêu cầu gì nữa đây? Châu có nên dành thời gian để đọc sách hơn không? Thì có hơn em ha. Thì em ghi thầy đây là bạn Châu nên dành thời gian để đọc sách hơn. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu cuối cùng là câu số 5 em nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu số 5 em. Xếp loại thi đua 3 tổ lao động của một tổ sản xuất được thống kê như sau, đơn vị là người. Đó nè. Tổ này, tổ 1, tổ 2, tổ 3, xếp loại thi đua giỏi khá đạt. Ví dụ tổ 1 là 17 giỏi, 8 khá 5 đạt. Ví dụ thế. Câu A này. Người ta hỏi các em là mỗi tổ lao động có bao nhiêu người? Phải không? Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người? Như vậy thì ở đây các em sẽ tính tổ 1. Tổ 1 là sẽ có là gì? Thì được bao nhiêu người thì em lấy giỏi khá đạt các em cộng lại. Em lấy 17 cộng 8 cộng 5. 17 cộng 8 là bằng 25, 25 cộng cho 5 là bằng 30 người. Đúng chưa? Tương tự như vậy tổ 2. Em lấy 13 cộng 8 cộng 4 25 ha. 25 người. Đó 12 cộng 13. Tổ 3. 13 cộng 7 cộng 5 cũng là 25 người. Như vậy thì xong câu A. Câu B. Người ta hỏi như đây, đội trưởng thông báo rằng tỷ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả 3 tổ ở cả như này. Đội trưởng thông báo rằng tỷ số phần trăm của số lao động giỏi giỏi nha ở cả đội so với số người ở cả đội lớn hơn 53%. Thông báo đó của đội trưởng có đúng hay không? Thì để biết được thông báo đó đúng hay không thì các em sẽ lấy số lượng giỏi này, các em cộng lại. Cái số lượng giỏi chúng ta cộng lại lấy 17 cộng 13 cộng 13, các em chia cho tổng số, tổng số người ở đây của 3 tổ. Nếu như mà nó ra kết quả là lớn hơn 53%, nghĩa là cái anh này thông báo đúng. Còn nếu như mà nó ra mà nhỏ hơn 53, nghĩa là anh này thông báo sai, đội trưởng thông báo sai. Các em hiểu ý thầy nói không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy là cái tỷ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội, nghĩa là của cả đội, nghĩa là cả 3 tổ đấy, phải không nào? So với số người ở cả đội, so với số người ở cả đội, số người cả đội nghĩa là chúng ta sẽ tổng cái số người của 3 tổ này lại. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 17 này của giỏi ấy, tổ 1 này, 13 giỏi tổ 2, 13 giỏi tổ 3, các em sẽ chia cho 30 cộng 25 và cộng cho 25. Đúng nào? Ở đây nhân cho 100%. Như vậy ở đây các em tính giùm thầy là 30, 43 đúng không? Đây 50, 50, 30 là 80. Nhân ở đây cho 100%. Như vậy kết quả ở đây các em dùng máy tính ta bấm. 43 nhân cho 100 bằng chia cho 80. Đây các em, nó ra là 53,75. Các em thấy như nào? Như vậy thì ra kết quả 53,75 thì đội trưởng thông báo là lớn hơn 53% thì chứng tỏ là đúng hay sai? Đúng à. Như vậy ta kết luận là vậy. Đội trưởng thông báo đúng. Được chưa?
vậy thôi, hiểu chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 10, cũng là bài cuối cùng trong cái chương này. Chúc cho em học tốt và nhớ chúng ta phải đọc trước giùm thầy cái phần bài này, và các em làm các hoạt động ở phần bài tập trước đi nha. Chúc em học tốt, bye bye nha.